Bài học hôm nay chúng ta nói về một vấn đề có tên gọi là transaction. Transaction tiếng Việt mình dịch là giao dịch. Giao dịch. Thế thì ở đây trong cái bài học này chúng ta hiểu về các cái vấn đề liên quan đến transaction, hay nói cái khác nói về các cái giao dịch. Giao dịch ở đây là giao dịch giữa người dùng cuối, người ta gọi là end user, với lại cái máy chủ cơ sở dữ liệu. Máy chủ cơ sở dữ liệu trong tình huống này chính là SQL Server. Thì trước hết chúng ta thấy rằng là chúng ta đề cập đến khái niệm transaction, khái niệm về giao dịch trong cuộc sống, trong cuộc đời của mỗi người, nó luôn luôn xảy ra. Thế thì có rất nhiều giao dịch mà hàng ngày các bạn vẫn thực hiện. Ví dụ giao dịch và giữa mình với nhà trường, tức khi các bạn đi học ấy, thì hôm nay là cái ngày mà mình học môn cơ sở dữ liệu, ví dụ như vậy. Thì mình cam kết với cái giao dịch mà mình thực hiện với nhà trường, đấy chính là mình sẽ phải thức dậy đi học đúng giờ, mặc đồng phục, vô lớp ngồi học, thì tuân thủ cái nội quy của học đường, của giảng đường. Rồi khi mà mình trở về nhà thì mình phải học bài, đúng không? Đấy, học bài. Và phải đảm bảo là nắm được những cái kiến thức của môn học đó. Và nếu như trong trường hợp mà mình có phần nào đó không hiểu, mình có thể liên lạc với thầy, cô, giảng viên có liên quan đến môn học tương ứng. Ví dụ trong trường hợp này là môn cơ sở dữ liệu, để mình hỏi và người ta sẽ thực hiện các cái giải đáp, các cái thắc mắc, các cái hỗ trợ, hướng dẫn để mình có thể nắm được cái bài học một cách tốt nhất. Đó, đấy chính là giao dịch đi học giữa mình và nhà trường. Thế thì trong cái khái niệm về giao dịch thì người ta định nghĩa như thế này. Giao dịch hay gọi là transaction. Transaction là một cái mục tiêu cụ thể được thực hiện giữa hai chủ thể. Chủ thể trong trường hợp này có thể là người với người, tức là mình mua hàng của một ai đó thì mình chủ thể chính là mình, là người mua, và chủ thể thứ hai chính là người bán hàng. Khi mà mình đi học thực hiện giao dịch hồi nãy mà đề cập đến ấy, thì chủ thể thứ nhất chính là mình, là sinh viên, là người đi học, và chủ thể thứ hai ấy, chính là nhà trường, và đại diện cho nhà trường trong trường hợp đấy chính là giảng viên, chính là thầy cô hoặc là những bộ phận có liên quan, ví dụ như vậy. Thế thì người ta nói là giao dịch chính là một mục tiêu cụ thể được thực hiện giữa hai chủ thể, đúng không? Và trong mỗi một giao dịch như thế thì có thể có gồm nhiều hành động đơn lẻ thuộc cái giao dịch đó. Ví dụ như các bạn để thực hiện cái giao dịch giữa mình, giao dịch đi học của mình với nhà trường, thì mình phải thực hiện các hành động như là thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, đại loại như vậy ha. Rồi đi đến trường, rồi vô lớp, rồi học và tham gia, đóng góp cái bài giảng để bản thân mình hiểu rõ hơn, và cũng có thể giúp cho những bạn đi học cùng lớp với mình, họ nhìn thấy vấn đề theo một cái ngữ cảnh khác để thấy được cái nội dung của bài học nó phong phú hơn. Đó. Thế thì ở đây mình nhớ rằng một giao dịch có thể bao gồm nhiều hành động đơn lẻ trực thuộc. Đó. Thế thì bất cứ một cái hành động nào trong cái giao dịch đấy mà không thực hiện được ấy, hay là không thành công, thì người ta nói là giao dịch đấy là thất bại. Ví dụ, các bạn quyết định mua một cái máy tính laptop mà mình chỉ có 4 triệu thôi. Thế là mình quyết định đi tìm tìm các cái thông tin về những cái nơi người ta bán máy cũ máy cũ mà có uy tín và phù hợp với cái mức giá mình mong muốn. Thế giả sử như bạn tìm được một cái người bán một cái máy tính hiệu gì đó với cái giá là 5 triệu, nhưng mà mình chỉ có 4 triệu thôi. Thế thì lúc này mình đến gặp cái người bán sau khi mình xem, mình thấy cái máy tính đó là phù hợp với nhu cầu sử dụng của một sinh viên như mình, thì mình không đủ tiền, đồng ý không? Thế thì mình bắt đầu mình đàm phán. Anh ơi, có thể bớt cho em 1 triệu không? Vì em chỉ có bằng này tiền thôi, đúng không? Thế thì nếu như mà người kia ta đồng ý ấy, thì là giao dịch trao, mình thực hiện giao dịch tiếp, rồi bắt đầu mình mua, mình trả tiền, mình coi như giao dịch thành công. Thế nhưng nếu mà người kia nó không đồng ý, đúng không? Không được, nếu mà 5 triệu mới bán thì 4 triệu không bán, thế là các bạn không có đủ tiền để thực hiện giao dịch mua bán máy tính với người đó. Thì các bạn giao dịch đấy là thất bại không? Tức là hôm đấy mình về, có một người bạn khác cùng phòng với mình hỏi, ô sao mày đi mua máy ra rồi? Thất bại, giao dịch thất bại, không mua được, đúng không? Có một cái sự kiện, cái hành động là ông kia cũng không chịu dễ bớt, mà tao thì không đủ tiền,
À, ví dụ như vậy. Như ở đây người ta nói là nếu chỉ có một hành động thuộc giao dịch không thể thực hiện thì giao dịch đó được xem như là không thành công, hay mình gọi người ta dùng từ khác, giao dịch là thất bại, thất bại. Hoặc cũng vẫn là cái giao dịch mua bán đấy, khi mà các bạn tìm được thông tin của cái người bán và hôm đấy thì mình chỉ có cái rảnh ở cái ngày đó mình liên lạc với họ, nhưng mình gọi hoài không thể nào nhấc máy, có thể ông kia cũng bận hoặc là ông bị mất điện thoại, đúng không? Thế thì lúc đấy trong ngày đấy mình không liên lạc được thì mình mới thực hiện coi những cái giao dịch mua bán cái điện thoại đấy cũng không thành công. Mà ví dụ như vậy. Thế thì có rất nhiều giao dịch ha, có rất nhiều giao dịch trong cuộc sống mà các bạn vẫn thường gặp, hay là các bạn vẫn thường thực hiện hàng ngày. Chỉ có điều mình không dùng cái tên bằng giao dịch thôi, đúng không? Ở đây thì người ta đề cập đến một số các cái giao dịch phổ biến mà ai cũng thấy, là giao dịch mua hàng đó. Mẹ mình hàng ngày cũng đi chợ, đúng không? Mẹ mình thực hiện cái giao dịch mua hàng. Thế là bà đi chợ đến hàng thịt, hàng rau, hàng cá, quyết định chọn món hàng, đúng không? Thế người bán tiến hành đóng gói cái sản phẩm mà mẹ mình đã chọn, rồi mẹ mình thanh toán tiền, trả tiền cho họ rồi đi mang về nhà. Đấy chính là thực hiện một cái giao dịch mua bán ở chợ. Ở xe hiện đại hơn, các bạn muốn mua một cái bộ quần áo thời trang, đúng không? Thì các bạn có thể, bây giờ thời buổi công nghệ nó rất là phát triển, các bạn có thể chọn một cái sản phẩm trên cái trang web của cái cửa hàng, cái shop bán hàng. Thế sau đó là người ta đóng gói, người ta thông qua đường bưu điện hay là thông qua cái đường giao hàng shipper, như là mấy cái ông giao hàng nhanh đấy ha, họ mang đến cho mình thanh toán tiền. Đấy cũng chính là một giao dịch mua hàng mà người ta hay gọi là shopping online đấy, đúng không? Hoặc một cái giao dịch khác sau này có thể khi các bạn tốt nghiệp rồi mình đi làm, mình là cái người nhanh nhạy, kiến thức rộng, ăn nói và khả năng đàm phán, tương tác trong xã hội rất là tốt, nên công ty giao cho mình một cái nhiệm vụ là làm cái nhiệm vụ ở cái khâu là ký kết hợp đồng cho một công ty nào đó. Thế điều đầu tiên là các bạn phải đi tìm hiểu công ty đó hoạt động trong lĩnh vực gì, rồi mình phải đi gặp họ để xem họ mong muốn viết phần mềm. Ví dụ đây là giao dịch ký kết hợp đồng về phần mềm đi ha. Thì họ muốn ký kết một cái hợp đồng với viết phần mềm, và phần mềm đó công ty mình có đủ năng lực để đáp ứng hay không, rồi nhu cầu của phần mềm đó là gì, đúng không? Sau đó là thấy ổn rồi đấy, mình bàn mình lên kế hoạch ở công ty rồi, lúc này mình mới tiến hành mình đàm phán ha, đàm phán để đưa ra được một cái bản hợp đồng phù hợp với cả hai bên, tức là có lợi cho bên kia và cũng có lợi cho bên mình, tức là mình gọi là phù hợp. Bên kia họ có thể làm được phần mềm như mong đợi với cái số tiền mà họ có thể chi trả, còn bên mình thì có thể thực hiện cái hợp đồng đấy một cách tốt nhất cho khách hàng và nhận được cái chi phí mà thỏa đáng để có thể trả tiền rồi trả thưởng, trả lương cho đội ngũ anh em trong công ty. Đó đấy là chính là đàm phán. Thế sau đó là thỏa thuận hai bên cùng thống nhất, tức là chi phí bằng này, chức năng ABCD có như thế này, đấy là cái bước thỏa thuận. Thế sau đó là cùng nhau lên bàn ký hợp đồng, tức là cam kết tôi sẽ thực hiện hợp đồng này trong thời gian như thế này với các chức năng như thế này và anh sẽ chỉ cần trả bằng này tiền. Ví dụ như vậy, đấy chính là ký kết về hợp đồng. Thế thì ở đây có một cái minh họa, tôi xin minh họa với các bạn một cái giao dịch mà hàng ngày các bạn vẫn hay thực hiện. Đến thời điểm này thì có lẽ cái giao dịch này nó khá phổ biến, rất ít người là không có sử dụng ATM, đúng không? Đấy. Thế thì mình tưởng tượng các bạn đến một có nhu cầu cần phải dùng tiền mặt cho một cái mục đích mua sắm hay thậm chí ăn cơm thôi, mình hết tiền rồi. Mình đi ăn cơm mà ngoài quán cơm thì người ta cứ tiền mặt thôi, đúng không? Thế thì lúc này mình cần phải thực hiện giao dịch tại một cái cây ATM, cây ATM mà gần chỗ mình. Thế thì mình đi đến cái cây ATM đó, rồi bắt đầu mình mới thực hiện bước thứ nhất của hành động thứ nhất chính là gì? Nhét cái thẻ ngân hàng của mình vô cái cây ATM đó. Rồi bước thứ hai sẽ là gì? Ai cũng biết, đấy chính là chọn ngôn ngữ, đúng không? Thường các cây ATM bây giờ thì mình thường thấy thì nó có hai ngôn ngữ phổ biến ở Việt Nam mình, tức là tiếng Việt hay tiếng Anh. Đó, tiếng Anh. Có thể có những cây ATM nó có những ngôn ngữ khác, đúng không? Nhưng mà hiện giờ thì thường mình hay thấy là chỉ có hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Thế thì bước thứ hai là anh phải chọn ngôn ngữ để anh giao tiếp với nó. Chứ nó viết cái gì mình đọc không được thì cũng đâu có giao tiếp được, đúng không? Rồi bước thứ ba thì bắt đầu
chọn ngôn ngữ xong rồi thì lúc này các bạn phải nhập mật khẩu để chứng minh rằng là mình là cái người dùng hợp pháp đối với cái thẻ ngân hàng đó. Rồi nếu như sau khi mà nhập mật khẩu thành công thì lúc này các bạn sẽ phải chọn cái hình thức để mình giao dịch với cái ATM, bởi vì trong đó nó có nhiều người chỉ đến rút tiền thôi. Đấy cũng là một cái transaction type, tức là một cái hình thức giao dịch, có thể là cái hình thức giao dịch chuyển tiền, bạn có thể ra cái ATM để chuyển tiền cho người bạn. Ví dụ người bạn người ta cùng chơi với mình nhưng mà người ta ở chỗ khác, bạn ta đang hết tiền, đang kẹt, mình cần chuyển tiền để họ làm gì đó, đúng không? Mình có thể chuyển tiền qua cái ATM cũng được. Thế sau khi mà các bạn chọn cái hình thức giao dịch với cái ATM rồi ấy, thì lúc này bắt đầu mình mới phải xác nhận xem là cái số lượng ha, cái số tiền mà mình muốn rút hay mình muốn chuyển hay mình muốn làm gì đó, ta làm đưa vào cái số lượng. Rồi sau khi mà đưa vào số lượng xong ấy thì cái bước thứ 6 thì ai cũng biết, tức là mình phải cầm cái thẻ lại, đúng không? Nhận cái thẻ lại, tức là pull the card. Và cuối cùng chính là gì? Là nhận tiền, đúng không? Sau khi gọi nhận thẻ thì mình nghe thấy trong máy nó có một cái tiếng động ha. Thực ra là cái máy nó đếm tiền thôi, đếm tiền là chính xác với cái số tiền mà mình đã đưa vào cái bước thứ 5 ấy. Và nó đưa tiền lên trên cái khe mà nhận tiền trên cái máy đó. Và bắt đầu nó phát đèn tín hiệu với lại âm thanh để mình biết là nhanh nhanh cầm tiền, không có cái cướp nó đến cướp, đúng không? Như vậy đây chính trên này chúng ta thấy là có 7 cái hành động. Là một giao dịch nha, các bạn thực hiện một giao dịch. Ví dụ giao dịch rút tiền tại cây ATM là các bạn phải thực hiện 7 cái hành động. Như vậy mình nhớ lại lý thuyết ở trên ta nói ấy. Một giao dịch có thể bao gồm nhiều hành động đơn lẻ trực thuộc. Tức là trong cái giao dịch cây ATM của mình, rút tiền tại cây ATM của mình ấy, thì có tất cả là 7 hành động đơn lẻ các bạn phải thực hiện. Và nếu như chỉ cần có một hành động nào đó mà không thành công thì xem như giao dịch này thất bại. Ví dụ các bạn nhét thẻ vào bước thứ 3, nhập mật khẩu, nhưng hôm đó mình không để ý vì lý do đơn giản là mình quên mật khẩu, hoặc thậm chí mình nhớ mật khẩu mà mình vẫn gõ sai sai mật khẩu ha. Đấy là trường hợp mà cái ATM bàn phím nó không được tốt ha. Thầy trong quá khứ đã từng gặp cái trường hợp đấy, tức là mình chủ quan á, mình bất cẩn á, mình gõ, mình nhập mật khẩu đúng rồi nhưng mà có thể mình nhấn cái phím nào đấy nó bị dính, mình nhấn một cái nó thành ra hai chữ, tức là mật khẩu sẽ trở nên sai thôi. Và lúc đó thầy cũng đã từng bị cái tình huống này là nó nuốt thẻ luôn. Tức là mình gõ 3 lần thì mình cứ nghĩ là mật khẩu mình đúng rồi, mình cứ thế mình gõ, nhưng mình lại, nếu như mình cẩn thận chút, mình để ý xem là mình nhấn xuống một cái nó có ra đúng một cái dấu sao trên cái phần ô hiển thị mật khẩu mà mình đang nhập hay không. Nếu mà nó không hiển thị hoặc nó hiển thị 2 là mình biết là cái bàn phím đấy có vấn đề, đúng không? Thì mình sẽ không bị. Đấy, chứ trường hợp như thế nó nuốt thẻ rồi có rút được tiền không? Không. Vậy trong trường hợp đấy giao dịch rút tiền thất bại, đúng không? Đó. Hoặc một trường hợp khác các bạn gặp ở bước thứ 5, cái trường hợp này nhiều người hay gặp lắm, tức là các bạn cũng đưa và thực hiện 4 hành động rồi, chọn hình thức và rút tiền, đến khi các bạn nhập cái enter the amount, tức là các bạn nhập số tiền vào, mình muốn rút 5 triệu ha. Thế nhưng mà trong cái máy lúc đấy nó lại cuối ngày nó hết tiền, người ta rút nhiều ạ, còn có mấy trăm ngàn mới rút được, chứ còn nếu mà rút 5 triệu là không rút được, nó hết tiền mà. Thì trong trường hợp như thế thì các bạn enter the amount là nó báo không đủ tiền, thế là mình phải đi cây khác, đúng không? Đấy, trong trường hợp đấy là mình cái giao dịch rút tiền của mình tại cây ATM đấy là thất bại. Đó, mình nhớ nha, giao dịch là mục tiêu cụ thể giữa hai chủ thể. Chủ thể trong trường hợp rút tiền này chính là gì? Chủ thể thứ nhất là mình, là người rút tiền. Và chủ thể thứ hai chính là cây ATM, tức là thiết bị, đúng không? Và cái giao dịch nó chỉ có thể thành công khi tất cả các hành động nó đều thành công ha. Nếu chỉ cần một giao dịch, một cái hành động thất bại là giao dịch thất bại. Đó. Ở đây tôi đưa ra một cái bối cảnh, chúng ta thấy có một cái giao dịch ha. Đây là một câu chuyện vui thôi ha. Thế thì có một ngày nào đó, mình là sinh viên mà, mình đến cuối tháng thì cái hầu bao ha, cái bóp của mình ấy, nó lem kẹp à, thế là mình mới gọi điện, đúng không? Đấy. Gọi điện về cho người thân, ví dụ giả bộ như mình đi học xa nhà đi, mình gọi về nhà cho ba mình, ba ơi chuyển tiền cho con, khô máu à, đúng không? Ở đây thầy không kiếm được hình nam nha, các bạn phải kiếm
trên mạng cái hình nó ra hình cô gái, ông ta chưa không có ý nói các cô gái là không tốt hả? Đây là cái hình minh họa rồi. Thế thì sau khi mà mình liên lạc được với ba mình thì ba thấy ồ con mình học ở xa mà bây giờ hết tiền là rất nguy hiểm, đúng không? Có những vấn đề cần kíp mà không chuyển cho nó thì có thể sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Thế là ba tức tốc nhờ má, đưa lại con chờ nha, cục cưng chờ má ra chuyển tiền cho con, ba đang bận, đúng không? Thế thì sau khi mà mình gọi điện xong đấy, thì lúc này mình ví dụ như do cái nhu cầu cần kíp, thế là mình lên đồ cho đẹp ha, đến ATM và chờ tiền về, đúng không? Chuyển thẻ tiền chuyển vào tài khoản. Và cũng ở một cái nơi nào đó ha, ví dụ như ở quê hay ở nhà mình đó, thì mẹ mình tất bật chạy ra cái ATM và lúc đấy bà thực hiện một cái giao dịch chuyển tiền, đúng không? Đấy, tôi cũng thực hiện 7 cái bước lúc nãy đấy. Và sau khi chuyển tiền ấy, thì khi nhập vào cái số lượng tiền ấy, thì cái hành động quá trình này mình không nhìn thấy, nhưng mà bản chất là nó có xảy ra là tại ngân hàng ấy, nó sẽ tự động, cái chương trình phần mềm của ngân hàng nó sẽ tự động nó trừ cái số tiền nó kiểm tra xem số tiền mà mẹ mình muốn rút có nhỏ hơn số tiền bà ấy đang có hay không, nhỏ hơn hoặc bằng, đúng không? Giả sử trong trường hợp này là nhỏ hơn, tài khoản mới đủ tiền để chuyển, thì ngân hàng sẽ tự động trừ cái số tiền trong tài khoản của mẹ mình xuống bao nhiêu đó. Ví dụ chuyển cho mình 3 triệu chẳng hạn, thế thì lúc này tài khoản của bà ấy còn 5 triệu, thì lúc này ngân hàng cái phần mềm nó sẽ tự động nó trừ lấy 5 triệu trừ đi 3, tức là trong tài khoản của mẹ mình chỉ còn 2 triệu thôi. Và đồng thời tại thời điểm đấy ấy, thì cái số tiền được cộng vào tài khoản của mình tăng lên, mình đang là 0 đồng thì lúc này tăng lên là 3 triệu, đúng không? Đó. Thế thì cái câu chuyện mà các bạn vừa mới thấy bằng cái hình ảnh trên này đấy chính là một câu chuyện về giao dịch chuyển tiền thông qua cây ATM. Thế thì có một điểm cần lưu ý ở đây, tức là gì? Giao dịch không chỉ là các hành động, mà trong một giao dịch có thể có những giao dịch trục thuộc. Đó. Ở đây tổng thể là cái câu chuyện về người cha và đứa con đi học, và cái giao dịch lớn ở đây chính là giao dịch chuyển tiền giữa hai người, đúng không? Nhưng trong giao dịch đấy ẩn chứa một giao dịch nhỏ, chính là giao dịch chuyển tiền của mẹ mình trên cái ATM đó. Thế thì bà ấy thực hiện một cái transaction ha, một cái giao dịch với cái cây ATM tại cái thời điểm, cái tại điểm mà diễn ra cái giao dịch tổng thể là giao dịch mà ba mẹ đã chuyển tiền cho mình. Đó. Thế thì mình thấy rằng là trong cuộc sống thì có nhiều giao dịch lắm ha, có rất nhiều giao dịch trong cuộc sống, nhất là thời buổi mà công nghệ phát triển như hiện nay thì mình thấy nhiều giao dịch xảy ra thông qua cái lĩnh vực số ha, dựa vào công nghệ thông tin. Ví dụ các bạn thấy đây chính là một cái giao dịch đây, trong cái giao dịch tổng thể này chúng ta thấy có một cái giao dịch chuyển tiền mặt của một cái dịch vụ. Thầy cũng không biết cái dịch vụ này, nhưng mà tìm được cái hình này của họ trên mạng thì đưa vào minh họa. Tình dịch vụ đó là Hawalada. Đó. Thế thì giả sử trong bối cảnh là một người ở một đất nước nào đó, ví dụ như mình có người thân ở bên Mỹ hay bên Anh hay là bên Nhật, ví dụ như đó, thấy mình khó khăn ha, người thân của mình mới chuyển cho mình bao nhiêu tiền, đúng không? Ví dụ trong trường hợp này chuyển tiền là một cái số lượng x nào đó, đúng không? Thế thì người thân ở cái bên nước ngoài đấy, là mình thấy là ở step one in country, tức là trong một cái đất nước khác, quốc gia khác, người thân của mình ở một nước khác, thì họ mới đến cái đại lý ha, đại lý của cái dịch vụ chuyển tiền là Hawalada này, người ta đưa tiền mặt cho cái ông đại lý đấy. Tôi muốn chuyển về Việt Nam cho cái người tên là gì đó, ở thành phố nào có địa chỉ gì đó ha, số tiền là ví dụ 500 đô đó, 500 đô ha, ví dụ vậy. Nên bước thứ nhất là cái người thân của mình đưa tiền cho cái đại lý đó. Thế rồi cái đại lý đó thì đương nhiên người ta phải có đại lý ở Việt Nam. Giả sử cái người thân mình ở bên Nhật đi, thì người đó, cái công ty, cái dịch vụ Hawalada này nó phải có ở Nhật và có ở Việt Nam. Thì cái đại lý ở bên Nhật ấy, rất là Hawalada A ha, mới báo cho cái đại lý ha, cái đại lý, cái chi nhánh của họ ở Việt Nam là
có cái số tiền tôi chuyển cho ông là 500 đô do đúng hạn, báo cho số tiền sẽ cần phải cung cấp cho người nhận ở Việt Nam ấy, ha, là, thì người ta sẽ chuyển qua. Thế lúc này cái người thân của mình sẽ báo cho mình biết. Đấy, bước thứ ba là sender to recipient, tức là gì, cái người thân của mình là người gửi tiền và mình là người nhận tiền, thì người ta báo là a, tôi đã chuyển cho bạn 500 đô rồi qua cái dịch vụ của công ty Hawalada với số tiền 500 đô và đây là cái mã, đúng không, cái code, cái mã để nhận tiền là mã này, nhớ nha, đến đấy đưa cái mã này cho họ là người ta sẽ đưa tiền cho bạn, cho em, cho con, cho cháu gì đó, đại loại như vậy ha. Và cái người thân của mình ấy, bắt đầu mới đến cái đại diện của chi nhánh Hawalada ở Việt Nam mới cung cấp cái code, đây mã nhận tiền của tôi đây, thì bên đó người ta sẽ cái đại lý B ấy, ha, cái người đại lý Hawalada Việt Nam sẽ đưa cái số tiền 500 đô cho mình được quy đổi ra tiền Việt. Đó. Thì đây chính là một cái giao dịch chuyển tiền tiền mặt ha, thông qua cái dịch vụ Hawalada. Hoặc ví dụ như trong một cái mô hình mà bây giờ rất là phổ biến, đấy chính là mua hàng trực tuyến, đúng không? Thì các bạn thấy rằng là mua hàng trực tuyến thì cũng là một cái giao dịch mà mua bán ha, thông qua Internet và giữa mình và cái người bán hàng. Thì nó cũng gồm, thường là nó cũng gồm 5 bước. Đó, như các bạn thấy rằng bước đầu tiên là các bạn lên cái trang web hay là cái ứng dụng hay là cái thông qua mạng ha, thông qua cái phần mềm của bên công ty bán hàng ấy, thì mình sẽ tiến hành đặt hàng. Đó, đặt hàng gồm có bao nhiêu món, món A, món B, món C, món D rồi đó. Tại cho bước thứ nhất là mình đặt hàng. Bước thứ hai ấy, là cái hệ thống phần mềm của họ sẽ nhận, thông qua cái đơn hàng đã nhận được thì họ sẽ chuyển xuống cho bên cái kho hàng, đúng không? Và tại kho hàng, cái bước thứ ba sẽ được thực hiện, đấy chính là họ sẽ chọn ra các cái sản phẩm trên cái đơn hàng mà các bạn chọn. Ví dụ các bạn mua một cái áo, hai cái quần và một đôi vớ, ví dụ vậy đó, thì lúc này người ta phải chọn một cái áo, hai cái quần và một đôi vớ theo cái đơn hàng mà các bạn đã đặt ở bước 1. Rồi tiến hành đóng gói ha, rồi gửi, đúng không? Gửi đến gửi ra cho cái bộ phận giao hàng, và lúc này cái bộ phận giao hàng ấy nó sẽ đi giao cho mình, đúng không? Và sau khi mình nhận được hàng ấy thì mình vui vẻ vì đã mua được sản phẩm như mong đợi. Đó, mọi thứ giả sử như là lý tưởng. Thế nếu như mà mình thấy giả sử như có cái hành động là dĩ nhiên hành động này có thể không xảy ra, đúng không? Thế nhưng mà mình giả thiết ha, sau khi mình đặt đơn hàng là bước thứ nhất, bước thứ hai họ nhận được cái đơn hàng của mình rồi thì người ta đóng gói, thì lúc này nó hết hàng và người ta không kinh doanh nữa. Thì trong trường hợp đấy người ta phải báo lại là xin lỗi quý khách vì kho hàng chúng tôi bây giờ hết hàng mà sản phẩm này thì chúng tôi đã không bán nữa. Thì có nghĩa là giao dịch này, mua bán này không thành công, đúng không? Đó, ví dụ như vậy. Một cái giao dịch mang tính kỹ thuật mà thường thường các bạn sẽ vẫn hàng ngày các bạn dùng, nhất là thời buổi bây giờ, đấy chính là cái việc tương tác của mình với cái máy chủ cơ sở dữ liệu. Ở đây thì được mô tả thông qua cái mô hình client server, tức là hàng ngày các bạn muốn đọc báo ha, hay là các bạn muốn chat chit gì đấy với bạn bè thông qua Facebook, hay là các bạn có thể tìm kiếm thông tin phục vụ cho cuộc sống học tập cũng như là cuộc sống thông qua Google, hay là mình có nhu cầu giải trí cần xem một video nào đó trên YouTube ha, YouTube. Thì các bạn thấy có hai chủ thể trong trường hợp này á, là cái người A, người B là chủ thể thứ nhất, và cái chủ thể thứ hai chính là cái máy tính nằm ở phía bên trái, giả sử trong trường hợp này chính là máy chủ ha. Thì các bạn thấy rằng là mọi người sẽ thực hiện gửi các cái yêu cầu, các bạn đọc báo thì các bạn gõ vào địa chỉ trang web, từ lúc này thông tin sẽ được gửi về ha, sẽ được thông qua thiết bị của các bạn, có thể là máy tính, điện thoại gửi. Thì những cái yêu cầu đấy gọi là request đã được gửi cho máy chủ. Đó, cái phần mà mình chớp chớp đó ha. Thế thì nó sẽ thi hành các cái yêu cầu. Ví dụ mình muốn xem báo của ngày hôm nay, hay xem tin về Covid, hay là mình muốn xem bạn bè gửi một cái lời nhắn thông qua Facebook, đúng không? Thì cái máy chủ tương ứng của cái hệ thống đó, nó sẽ thi hành, nhận được cái yêu cầu của mình, nó thi hành, nó lấy được thông tin ha. Sau khi lấy được thông tin, nó tạo ra cái kết quả và cái thông tin kết quả này sẽ được gửi ngược trở lại cho cái người truy cập. Đó, các bạn thấy đây chính là một cái transaction ha, một cái giao dịch giữa
giữa thiết bị ha, giữa cái người dùng, người đọc báo, người dùng Facebook, người dùng YouTube với cái hệ thống máy chủ của họ. Thì quá trình như thế các bạn thấy rằng thông tin nó sẽ được thực hiện gửi dựa trên các cái gọi là request, các bạn truy cập vào, tức là các bạn yêu cầu, nó gọi là request, và bên kia nó thi hành xong rồi thông tin nó sẽ đem nó gửi trả cho mình để đáp ứng nhu cầu của mình, nó gọi là response. Có rất nhiều giao dịch trong cuộc sống. Thế thì ở đây chúng ta để đề cập đến một số cái khi nói về giao dịch thì người ta định nghĩa lên định nghĩa ra bốn cái thuật ngữ ha, được xem là cái tiêu chí đối với một giao dịch. Thì các bạn phải nắm được cái điều này để sau này khi mà mình xây dựng phần mềm ha, mình lập trình thì mình nhìn thấy những hành động cần thiết trong cái chương trình của mình để mà từ đó mình xác định nó có được xem là một giao dịch. Từ đâu đến đâu được xem là một giao dịch. Thì cái đặc điểm đầu tiên, cái tính đầu tiên nó gọi là atomicity. Tức là gì? Mỗi một giao dịch phải được xem là một cái hành động ha, mình gọi tổng thể đấy ha, là một cái hành động không thể chia nhỏ. Ở đây cái từ atomicity tức là nguyên tử, tức là nhỏ nhất. Nếu mình học theo hóa học thì mình thấy rằng hóa học hay vật lý gì đấy ha, thì nguyên tử chính là thành phần nhỏ nhất của vật chất, anh không thể chia được nữa. Thì rõ ràng mình thấy rằng là cái quan trọng nhất khi các bạn nhìn nhận đó có phải là một giao dịch hay không, thì các bạn phải thấy rằng là toàn bộ những cái hành động liên quan đến mục tiêu đấy nó phải được xem là không thể chia nhỏ hơn. Đó. Thì ở đây người ta dùng cái từ là atomicity. Nhờ cái đặc điểm của atomicity tức là nó nhỏ nhất thì không thể chia nhỏ được nữa, cho nên chỉ cần có một hành động đơn lẻ bên trong mà không thể thành công, không hợp lệ hay là không thể thực hiện thì toàn bộ cái transaction đấy sẽ được, cái giao dịch đấy được xem như là hủy bỏ. Thì đây dựa vào đặc tính atomicity nó nói là transaction are on, tức là thành công hết hoặc không thành công. Thì mình nhớ cái đặc điểm giống như lúc nãy mình đi mua máy ấy, mình liên lạc không được, coi như giao dịch mua bán hủy. Mình nhét thẻ vào lúc nãy rút tiền, mình thực hiện đến cái hành động thứ ba rồi mà chỉ cần lỗi do nhập mật khẩu sai, thế là giao dịch đấy bị hủy bỏ. Tất cả 7 hành động rút tiền, trong quá trình rút tiền 7 hành động đấy phải thành công hết thì mới được xem là giao dịch đến mới là thành công. Thì ở đây cái ý nghĩa của atomicity là như vậy. Atomicity. Cái vấn đề thứ hai á, tức là gì? Cái tính nhất quán ha, tính nhất quán. Consistency ở đây thì tính nhất quán các bạn đã được học trong cơ sở dữ liệu trước đây ha. Tức là chỉ có dữ liệu đúng mới được ghi lại. Thì cái điều này rất quan trọng. Ví dụ cái giao dịch mà chuyển tiền giữa ba mẹ mình cho mình thì mình thấy rằng là nó phải được thực hiện cái chuyện mà trừ tiền từ tài khoản của mẹ mình, đúng không? Trừ tiền xong ấy thì nó phải thành công ở chỗ là nó phải cộng được cái tiền mà mẹ mình đã chuyển cho mình vào tài khoản của mình. Thì lúc đấy mới được xem là đúng ha, nó thỏa mãn được cái tính nhất quán của cơ sở dữ liệu. Tức là tổng số tiền trong cái hệ thống đấy là không đổi. Là mẹ mình có 5 triệu, sau khi chuyển cho mình 3 triệu thì bà ấy còn 2 triệu. Thì 3 triệu đấy được vô tài khoản của mình, lúc đấy mình có 3 triệu. Như vậy tổng số tiền trong hệ thống, tức là số tiền mẹ mình có cộng với số tiền mình có, vẫn là 5 triệu. Đúng không? Là tính nhất quán. Nếu mà làm sai lệch tức là nó không còn nhất quán nữa. Ví dụ mẹ mình chuyển cho mình, mẹ mình có 5 triệu nha, ban đầu là mình không đồng nào, mẹ mình 5 triệu nè, cộng vào vẫn là 5 triệu, đúng không? Thế nếu mẹ mình chuyển tiền cho mình 3 triệu, nó trừ tiền xong thì vì một sự cố gì đó ở ngoài internet, ở máy chủ của ngân hàng mà nó trừ tiền của mẹ mình mất 3 triệu, nhưng mà nó không cộng tiền, không kịp cộng tiền vào tài khoản của mình thì hệ thống nó bị ngưng hoạt động, đúng không? Tức là lúc này tổng tiền nó chỉ có là 2 cộng với 0 bằng 2 triệu. Thế vậy thì sau cái dịch vụ đấy thì cái số tiền bị thay đổi từ 5 triệu còn có 2 triệu, tức là dữ liệu này không hợp lệ, đồng ý không? Đây consistency là nó là chỉ có dữ liệu hợp lệ thì mới được ghi nhận. Yeah. Tính cái đặc tính thứ hai là consistency. Cái đặc tính thứ ba là isolation, tức là nó phải độc lập. Từ cái từ isolation bản chất nó mang ngữ nghĩa là cô lập ấy. Tức là ở đây người ta muốn nói rằng các cái giao dịch trong cùng một hệ thống ấy, là nó không có chen lẫn vào với nhau,
Đấy, nó không có chen lẫn vào với nhau, không bị xen kẽ. Tức là một cái giao dịch, các cái hành động trong nó là độc lập với tất cả các giao dịch khác. À, ví dụ như cái hình thức mà các bạn thấy rằng là chuyển tiền ấy. À, rút tiền đi ha, rút tiền có 7 hành động. Thì 7 cái hành động đấy có nghĩa là các bạn thực hiện hành động thứ nhất cho đến hành động thứ 7 là nhận được tiền xong ấy, thì mình mới nó mới bắt đầu một giao dịch khác cho một khách hàng khác. À, chứ không thể nào mà mình vô mình nhét thẻ của mình rồi mình đăng nhập mật khẩu thế lại có một người khác chen ngang và cũng nhét cái thẻ của họ vô, là lúc đấy sẽ có tranh chấp ha, sẽ có rắc rối, sẽ có xung đột, sẽ có những cái chuyện không hay xảy ra trong quá trình xử lý. Đó. Thế thì nó nói là transaction do not affect each other, tức là những cái giao dịch này nó không có xung đột ha, nó không có tác động lẫn nhau trong quá trình mà thực thi ở trong cái hệ thống của mình. Đó. Thì mình nhớ là cái tính này rất quan trọng. Nếu như cái tính này mà các bạn không hiểu được cái đặc tính này ha, sau này mình xây dựng các cái giao dịch, các cái hành động để đưa nó thành một giao dịch mà nó không có tính độc lập ha, nó không có cái tính isolation ấy, thì chắc chắn phần xử lý có nguy cơ bị sai rất là cao, rất là cao. Giống như hôm trước cái bài tập tuần thứ tư ấy là cho các bạn, tuần thứ ba và thứ tư thì cho các bạn tạo đơn hàng ấy. Thì khi mà xem cái phần mà các bạn tạo đơn hàng thì thường thường các bạn làm bằng lệnh nhé. Các bạn tạo ra một cái khách hàng mới, tức là các bạn tạo lúc 5 khách hàng mới, sau đó các bạn làm 5 cái đơn hàng của 5 khách hàng đó, sau đó các bạn làm mấy chục cái chi tiết của 5 cái đơn hàng đó. Thì các bạn thấy rằng các giao dịch đấy là nó bị lẫn lộn với nhau. Thay vì nhé, một khách hàng mới thì có đơn hàng của họ và 4 cái sản phẩm là chi tiết của cái đơn hàng đấy được tạo ra, tức là các bạn phải 4 lệnh đấy là đi thành một cụm. Đấy, thì lúc đấy nó mới có cái tính là isolation. Còn các bạn tạo ra một loạt khách hàng, các bạn tạo ra một loạt đơn hàng rồi bắt đầu các bạn tạo lại một loạt chi tiết thì cái nguy cơ bị xung đột trong quá trình mà xử lý dữ liệu là rất cao. Đấy, cái đặc tính isolation này rất quan trọng, rất quan trọng. À. Và cuối cùng chính là gì? Durability, tức là các bạn dữ liệu ha, cái việc lưu trữ phải là bền vững. Tức là khi các bạn đã ghi giao dịch mà hoàn tất ấy, thì dữ liệu nó được lưu vào cơ sở dữ liệu là phải được lưu một cách chắc chắn, không thể mất. Thay vì mình xong giao dịch rồi nhưng mà khi ghi vẫn ghi sai hoặc dữ liệu ghi vào nó không tồn tại, dẫn đến cái kết quả của giao dịch đấy là không đảm bảo, đúng không? Đây, cái tính là tính thứ tư, durability, tức là gì? Bền vững. Tức là ở đây nó muốn nói ám chỉ đến cái việc là dữ liệu được ghi vào thì không thể bị mất, không thể bị sai. Nếu như giao dịch thành công thì chắc chắn phải được ghi nhận. Đó. Thế thì mình nhớ 4 cái đặc tính này nhỉ. Đây là cái đặc 4 cái đặc điểm rất là quan trọng liên quan đến các cái transaction. Tại sao các bạn phải nhớ cái này? Nhớ để các bạn biết các bạn thiết kế đâu là một giao dịch, để các bạn sử dụng lệnh để tạo ra, kiểm soát các giao dịch cho chính xác. Nếu như các bạn không nắm được 4 đặc điểm này hoặc các bạn không hiểu ấy, thì có thể các bạn tạo ra các cái lệnh để xây dựng lên giao dịch nhưng mình đưa vào nó không đúng, hoặc là mình không dùng giao dịch, không dùng cái khái niệm kiểm soát giao dịch trong cái quá trình tương tác với cơ sở dữ liệu, dẫn đến sau này chương trình chạy dữ liệu nó sẽ bị sai ha, nó thiếu đi tính nhất quán. Đó, đại loại như vậy. Thì những cái ý nghĩa của cái mục này thì lúc nãy thầy đã giải thích rồi. Cái này phần dữ liệu các bạn sẽ đọc trong cái slide. Ví dụ atomicity nó có nghĩa là nguyên tử, đúng không? Tức là mỗi một giao dịch được xem là một cái đơn vị thống nhất, tức là không thể chia nhỏ hơn được, thì nó gọi là atomicity. Vấn đề thứ hai tính là tính consistency, đúng không? Thì các cái giao dịch không đảm bảo rằng nó đảm bảo rằng là giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến tính nhất quán của cơ sở dữ liệu. Tức là cái gọi thiết kế nó có sự ràng buộc ha, có tính nhất quán đối với dữ liệu rồi, thì các giao dịch này nó phải đảm bảo được cái chuyện đó. Cái đặc tính thứ ba lúc nãy cũng đã đề cập đến, tức là cái tính độc lập ha, isolation, tức là cô lập, tức là mỗi một thằng là độc lập với nhau. Cô lập cái phạm vi của một giao dịch lại để mỗi một giao dịch là độc lập với những giao dịch khác. Đó. Và cái tính bền bỉ, đúng không? Bền bỉ, bền vững, durability. Đó, thì mấy cái này các bạn đọc trong cái phần slide ha, thầy có dịch ra để mình coi. Chỗ nào không hiểu thì các bạn nhớ comment ha, comment hoặc là hỏi. Thế thì với các giao dịch thì nó sẽ có những cái trạng thái ha, có những trạng thái để mình hiểu ấy, mình biết được những cái đặc điểm này để sau này mình khi mình lập trình ha, trên cơ sở dữ liệu
hoặc trên những cái ngôn ngữ cấp cao hơn như là C# hay là Java hay là một ngôn ngữ nào đấy, thì các bạn biết rằng là nó cũng sẽ hỗ trợ những cái trạng thái như vậy khi các bạn lập trình với để tạo ra các cái transaction trong quá trình xử lý trên cái phần mềm của mình. Thế thì mỗi một giao dịch khi mà bắt đầu ấy thì nó sẽ được kích hoạt, tức là nó gọi trạng thái đầu tiên gọi là active. Và trong quá trình active như thế, tức là trong quá trình thực hiện giao dịch ấy, ha, thì có các cái hành động đơn lẻ nó phải được hoàn tất, phải được xác nhận, ha, phải được đảm bảo. Thì như lúc nãy mình sau khi cái active lên ấy, thì mỗi một cái partially committed là một cái hành động của các bạn trong số 7 cái hành động khi rút tiền này, thì mỗi một cái phải được thực hiện một cách thành công, đúng không? Nó gọi là committed, tức là được cam kết đối với từng hành động đơn lẻ, tức là các bạn thực hiện thành công. Đó. Nếu như chỉ cần có một hành động thất bại, mình có thể nhét vô, mình chọn ngôn ngữ xong, mình nhập mật khẩu, tức là fail, đúng không? Tức là giao dịch đấy là không thành công. Hoặc là khi mà các bạn bắt đầu nhét thẻ vào, cái nó kích hoạt lên rồi nhưng mà máy nó bị lỗi, thế nó lại đẩy thẻ ra, tức là giao dịch không thành công, đúng không? Fail á, thì cái giao dịch đó sẽ bị hủy bỏ, nó gọi là giao dịch nó trạng thái nó gọi là abort, nó kết thúc cái giao dịch đó, không, cái transaction ấy xem như không thể thực hiện. Và cái transaction chỉ được xem là thành công ấy, khi mà tất cả các hành động trực thuộc đều thành công. Đấy, các bạn nhớ cái đặc điểm, tức là nó có 5 cái trạng thái, trạng thái active, trạng thái fail, tức là chỉ cần một cái bị không thực hiện, đúng không, bị lỗi thì nó sẽ hủy bỏ, tức là abort. Còn nếu như mà từng cái hành động đơn lẻ, tức là partially committed, thì tất cả on ấy, tất cả đều thành công thì nó mới có trạng thái cuối cùng, tức là giao dịch thành công, tức là committed. Mấy trạng thái này thì như thầy vừa mới mô tả đấy, thì các bạn đọc cũng đọc trong cái phần thông tin của cái slide, đúng không? Trạng thái active này, trạng thái partially committed, tức là xác nhận cho từng phần, đúng không? Mỗi một phần việc anh thực hiện xong xuôi thành công rồi thì nó gọi là cam kết từng phần. Còn cái trạng thái cuối cùng của giao dịch ấy, được xem như là thành công khi mà tất cả các hành động đơn lẻ đều thành công. Thế còn chỉ cần có một hành động mà fail đấy, ha, thất bại, thì cái giao dịch đấy sẽ bị hủy bỏ, coi như giao dịch đấy không có, không tồn tại trong hệ thống. Đấy là về mặt ngữ nghĩa, ha, về ý nghĩa, về cái tư tưởng về transaction trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Thế thì ở đây khi mình lập trình trên cái ngôn ngữ transact SQL thì các cái giao dịch sẽ được thực hiện như thế nào? Thì người ta mình thấy rằng là SQL Server ấy, Microsoft nó xây dựng SQL Server với mục tiêu của nó, tức là nó xây dựng ra một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà có thể kiểm soát được tất cả các giao dịch của người dùng. Người dùng trong trường hợp này không phải là người dùng bình thường, ha, chính là mình, tức là những cái nhà phát triển phần mềm, các bạn tương tác với dữ liệu trên cơ sở dữ liệu, nó đều ghi nhận lại tất cả những tương tác của cái người lập trình của phần mềm, ha, đối với cái hệ thống về dữ liệu mà được lưu trữ ở trên nó. Cho nên nó mới gọi là transact đấy các bạn, ngôn ngữ mà nó kiểm soát các cái giao dịch đó, tức là anh xóa, anh tạo, anh làm gì đó, nó đều ghi nhận hết, tức là anh tương tác với nó, tức là anh tạo ra các giao dịch, đúng không? Thì mặc nhiên ấy, các câu lệnh của cái ngôn ngữ mà T-SQL mà Microsoft nó xây dựng cho SQL Server ấy, thì mặc nhiên mỗi một hành động của các bạn được xem là auto commit transaction, tức là gì, mỗi một lệnh nó gửi đi ấy, thì đều được cam kết hết, được xem là cam kết, và mỗi một hành động của các bạn chính là một giao dịch nhỏ, đúng không? Thế trường hợp mà nếu mà cái hành động đó không thực hiện được ấy, thì nó sẽ khôi phục lại, tức là nó không thực thi cái lệnh đấy được thì trạng thái vẫn như cũ, đúng không? Thế nên nó gọi cái trạng thái đấy gọi là rollback. Như vậy thì trong quá trình các bạn xây dựng, các bạn phát triển phần mềm, các bạn thấy rằng là để một tập các hành động này nó chính là một transaction. Đấy, các bạn phải nhìn ra nha, các bạn phải hiểu được 4 cái thuộc tính: acid, atomicity, rồi consistency, rồi isolation, rồi durability, đại loại nhé, acid lúc này đó. Thì các bạn biết rằng là phải có 5 hành động này, 5 hành động gồm có giải quyết A, B, C, D, E, ví dụ vậy. Thì nó là một giao dịch, thì khi lập trình các bạn phải bắt đầu bằng cái lệnh begin transaction. Các bạn phải sử dụng là begin transaction. Và khi mà mình chạy hết các cái nhóm lệnh, các cái lệnh đó, tức là các cái hành động đó,
mà thành công ấy, thì các bạn sẽ gọi là commit, commit. À. Còn nếu trường hợp mà nó xảy ra xung đột, xảy ra một cái sự cố tại một hành động nào đấy, thì các bạn sẽ phải gọi là rollback để nó hủy cái giao dịch đấy, cho phép làm lại từ đầu. À, thì lúc đấy các bạn đưa ra thuật toán trong nhiệm vụ này, đúng không? Đó. Và cái chế độ mà auto commit, auto committed transaction này, nó sẽ bị ghi đè để trở thành một cách chứng minh, nó gọi là explicit transaction, transaction ha, khi mà mình thực hiện giao dịch theo thiết kế của mình. Thế thì việc dùng code thì lý thuyết thì nó có vẻ nó hơi mơ hồ, đúng không? Hơi mơ hồ, nhưng mà việc code ở trên này thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có ba cái lệnh thôi. Một là begin transaction, lệnh thứ hai là commit, commit transaction, và lệnh thứ ba là lệnh rollback, rollback transaction. Dĩ nhiên là các bạn viết nguyên câu lệnh commit transaction hay là rollback transaction là nó hiểu là đương nhiên, đúng không? Nếu các bạn lười thì mình chỉ dùng mỗi lệnh commit hay là rollback, nó hiểu luôn nha các bạn. Các bạn chỉ viết mỗi chữ commit thôi nó cũng hiểu, viết mỗi chữ rollback thôi nó cũng hiểu ha. Đó. Thì những cái này nó dễ hiểu cho nên thầy không dịch, thầy giữ nguyên tiếng Anh mà người ta viết ha, để các bạn tập đọc với các bạn. Tập đọc sau này mình đọc tài liệu kỹ thuật cho nó quen. Ở đây mình mô tả cái việc mà sử dụng cái lệnh transaction trong SQL Server dựa theo một bối cảnh, áp dụng cho cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta dùng để minh họa từ đầu buổi đầu tiên đến bây giờ, chính là cái việc mà đặt hàng trực tuyến, đúng không? Là đặt hàng trực tuyến. Thì mình thấy rằng là khi mà phần mềm nó sệ sảy như bây giờ chạy trên các cái ứng dụng trên nền tảng của web, là người dùng người ta có thể ngồi ở nhà người ta mua hàng, và cái hình mà thầy kiếm được nó mô tả rất là sống động, đúng không? Có thể thông qua TV đặt hàng đấy, cái hình đầu tiên bên trái bên phải, hay là một số người thông qua thiết bị thông minh đặt món ăn, đồ ăn gì đó. Cái này là thầy kiếm trên mạng các bạn, thì người ta đưa cái hình mô tả về cái việc mà order online. Thế thì mình tưởng tượng trong bối cảnh đấy mình cũng vậy, mình ngồi nhà mình muốn uống trà sữa hay là muốn mua một cái món hàng gì đó, đúng không? Thông qua máy tính, cái hình laptop, hay là thông qua điện thoại thông minh của các bạn, có thể là iPhone hay Samsung hay là một điện thoại nào đó dùng Android, ví dụ vậy. Thì các bạn sẽ tiến hành đặt hàng rồi các bạn xác nhận đơn hàng, đúng không? Quá trình người dùng ấy, người ta chọn như thế. Nhưng ở góc độ là của người lập trình, của người phát triển phần mềm, thì các bạn thấy rằng thông tin đấy sẽ được tổ chức ghi nhận với cơ sở dữ liệu mà mình làm từ đầu đến giờ, tức là nó sẽ được ghi vào trong trong những table nào là các bạn phải thấy, đúng không? Các bạn phải ghi vào những table nào. Thứ nhất là mình lưu lại thông tin của khách hàng, nếu khách hàng đấy là mới, đúng không? Khách hàng mới thì phải ghi nhận, anh cho biết anh tên là gì, anh là nam hay là nữ, đúng không? Nghe nói anh là nam hay là nữ thì nó hơi kỳ, đúng không? Nhưng mà lúc đấy giả sử không biết cái người đặt hàng là ai thì mình chọn giới tính, đúng không? Sau khi chọn giới tính mới biết là nam hay nữ, rồi số điện thoại để liên lạc, rồi địa chỉ mình ghi nhận, là ghi nhận. Thì sau khi mà thông tin về khách hàng được ghi nhận ấy, thì lúc này mình sẽ tiến hành tạo ra đơn hàng cho khách hàng đó. Thế còn nếu như mà khách hàng đấy là khách hàng thân thiết, tức là đã đặt hàng ít nhất là một lần rồi, tức là mình đã ghi nhận rồi, thì bây giờ mình không ghi nữa, thì lúc đấy đương nhiên là các bạn sẽ chỉ tác động đến cái table thứ hai, chính là thông tin về đơn hàng này. Thì ghi nhận ra, tạo ra cái mã số của đơn hàng đấy, rồi mã số đơn hàng đấy thực hiện cho khách hàng nào, đúng không? Đặt hàng vào cái thời điểm hiện tại, tức là mình phải ghi nhận lại là đặt hàng vào thời điểm nào, ngày giờ, cái lúc đặt hàng, rồi họ muốn giao hàng vào lúc nào và giao hàng đến đâu, rồi thanh toán bằng cách nào, thanh toán thông qua internet banking hay là trả tiền mặt, đó ví dụ như vậy ha. Rồi chi tiết là họ mua những gì trong cái đơn hàng đó, thì mua 2 ly trà sữa giá bao nhiêu đấy ha, và có giảm giá hay không. Rồi mua 2-3 phần gà, đùi gà ví dụ vậy, đang đồ ăn mà, 3 phần đùi gà có giá bao nhiêu, có giảm giá hay không. Thế lúc này các bạn thấy rằng cái quá trình mà order đấy, mà phần mềm các bạn viết là nó phải thực hiện tác động lên ba cái chủ thể ở cơ sở dữ liệu của mình, chính là cái table lưu trữ thông tin khách hàng, table lưu trữ thông tin đơn hàng và table lưu trữ chi tiết của đơn hàng đó. Và dĩ nhiên không phải lúc nào cũng là ba cái, đúng không? Khách mới tinh thì là sẽ lần đầu tiên mua là phải tác động lên cả customer information. Còn nếu như là khách hàng thân thiết đã mua hàng rồi thì mình không cần, mình bỏ qua cái table đầu tiên mà chỉ tác động được hai cái table còn lại,
đấy chính là đơn hàng và chi tiết đơn hàng. Thì cái việc lập trình ở đây thì tôi minh họa ha, tôi cho rằng là một đây trong cái bối cảnh này là mình sẽ có hai điều. Thứ nhất là mình sẽ xem khách hàng mình để minh họa trong trường hợp này là khách hàng mới tinh, chưa bao giờ mua hàng. Đó. Thứ hai nữa là anh ta đặt hàng vào cái thời điểm nào đó. Đó. Và thứ ba nữa là chi tiết cái người, cái anh này mua tất cả 4 món hàng. Đó. Thì thầy để làm chuyện này thì thầy bắt đầu bằng cái begin transaction. Đấy, còn thầy bắt đầu bằng cái begin transaction. Đây tôi bật cái highlight này. Đây, bắt đầu từ cái begin transaction ha. Tôi mở ra một transaction cho SQL các bạn. Bật mở ra một transaction. Thế sau đó là để lập trình cho nó đảm bảo rằng là tất cả có thi hành được hay không thì tôi sử dụng một cái cấu trúc là tricat, đúng không? Tricat này. Toàn bộ cái cấu trúc này đây là tricat đây. À, như các bạn đã từng học về kỹ thuật lập trình thì các bạn biết try tức là lý tưởng, các lệnh mà các bạn nghĩ là nó sẽ chạy, đúng không? Các lệnh mình nghĩ là nó sẽ chạy thì mình đặt trong là try, tức là khi các bạn tư duy, các bạn quyết định việc lập trình ấy ha, thì những lệnh mà mình nghĩ là nó sẽ phải làm thì đương nhiên những cái mình nghĩ là lý tưởng đó các bạn, cho nên là nó sẽ chạy, cho nên tôi dùng cấu trúc try, tức là cái phần chỗ này. Đó, chính là cái phần này. Tôi nghĩ là nó chạy nhưng thực tế có thể nó không chạy, đúng không? Đó. Thế còn trường hợp mà và tôi đưa ra những lệnh mà tôi cho rằng là ok, tạo nhập thông tin cho khách hàng tên là Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 2000, tháng 10, ngày 28, đúng không? Thế sau đó là cái anh này, địa chỉ của anh ấy là 472/4 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3. Đó. Rồi chi tiết là anh ta mua tất cả là 4 món. Món thứ nhất chính là cái sản phẩm có mã số là 01. Đấy. Sản phẩm thứ hai là mã số 04. Sản phẩm thứ ba là mã số là 05. Sản phẩm thứ năm thì có mã số là 08. Thì ở đây thì tôi để tránh trường hợp bị xung đột thì viết code bằng cách là tôi sẽ gán cái giá trị giá bán và giảm giá dựa theo cái mã hàng 01. Đấy, tôi dùng cái lệnh này lồng trong cái lệnh insert này để nó chèn giá trị cho nó chính xác. Bạn nhập bằng tay có thể là sẽ không đúng, đúng không? Nhập bằng tay lúc đấy giả sử như trong cơ sở dữ liệu nó đang là 500.000 mà mình nhập là 450.000 ra, đúng không? Đấy thì nó không hợp lý. Nhưng chỗ này thì tôi viết code để tôi tự động cập nhật cái giá dựa theo mã. Cho nên chỗ này mình thấy nó hơi khác lạ chút xíu. Tức là lệnh insert tôi cũng có subquery luôn. Tôi cũng dùng subquery để nhét vào đây, đúng không? Đó. Và đương nhiên theo như tư duy của mình khi mình viết là nó chạy sẽ chạy được, và thường là nó sẽ chạy được các bạn, thường là nó sẽ chạy được, nếu như không có sự cố thì thường những lệnh này sẽ chạy được. Thế nhưng mà trong cuộc đời số sống ấy thì trong thực tế thì không phải mọi thứ đều như mơ, đúng không? Đó, ví dụ như do một cái sự cố nào đó tại vì máy chủ khi mà các bạn biết phần mềm mà nó chạy online ấy, thì nó có hàng triệu kết nối cùng lúc đấy, cho nên sẽ có những bất cập ha, có những sự cố, có những vấn đề mà mình không lường trước được. Và khi không lường trước được như thế mà nó xảy ra sự cố ấy, thì đương nhiên là hành động này không thành công, đúng không? Và nếu như không thành công thì mình set cái cấu trúc tại rollback này. Các bạn thấy trong rollback tôi nếu như không thành công thì tôi rollback transaction. Và dĩ nhiên như lúc nãy thầy nói các bạn có thể không có cái lệnh chỉ để mỗi rollback không cũng hiểu nha các bạn. Và sau khi chạy xong thì đến dưới cùng này của cái transaction này này tôi mới set nếu như không có lỗi xảy ra. Và transaction này đã được mở. Ở đây các bạn phải nhớ rằng là có một cái đặc điểm, nó có cái hàm là transaction ấy, là nó trả về lớn hơn không nếu như begin transaction này nó mở cái transaction này thành công, tạo ra cái giao dịch thành công, thì cái giá trị của cái hàm transcount đấy nó sẽ lớn hơn không. Nếu như trường hợp chạy bị lỗi tức là rollback thì cái giá trị của transcount nó sẽ tự động reset bằng không lại. Đó. Ở trên dưới này tôi set nếu như không có lỗi và các hành động về giao dịch là ok, ổn ha, thì tôi commit ha, commit tức là tôi thực thi cam kết cái giao dịch đó, tức là cái giao dịch đấy nó sẽ hoàn tất, đảm bảo là nó sẽ ghi được cái tính bền vững. Trong trường hợp này nó sẽ do SQL server nó đảm bảo cho các bạn, tức là các bạn commit là lúc đấy nó sẽ ghi đảm bảo tất cả những thông tin như các bạn mong đợi được ghi hết. Còn nếu như trường hợp mà không thành công ấy thì nó rollback ha, thì là nó sẽ không ghi, tức là vẫn đảm bảo được cái tính consistency. Đó, thế tại sao mình phải làm
dùng lệnh như này, khi các bạn dùng lệnh begin transact và xử lý chỗ này như này, thì trong trường hợp như thế là nó có tính cô lập, đúng không? Isolation là lúc ấy đặc tính thứ ba trong cái ACID đó ha. Isolation tức là mình tạo ra một cái giới hạn của cái transaction tính từ begin transaction cho đến committed. Thế thì đây thì cách ra là 3 phần code ha, 3 phần mã lệnh. Thì và cái diễn tả này thì về mình đọc ha, những cái từng phần chi tiết thì còn đọc trong slide. Nếu mà lỗi thì tôi run back lại. Còn nếu như mà thành công thì đây thì tôi sẽ commit tức là cam kết cái giao dịch đó. Và dĩ nhiên mình cứ yên tâm là cái tính durability là do thằng ngôn ngữ ha, thằng SQL server nó sẽ đảm bảo cho mình. Nó hay ở chỗ đó. Thì đây có hai cái hàm, đây là hai hàm hệ thống. Thì các bạn nhớ coi error tức là nó trả về cái giá trị số ha, đại diện cho cái số lỗi, mã lỗi của cái thằng cái lệnh thi hành gần nhất. Và cái thằng mà chăn cao, cái hàm cao á, chăn cao nó sẽ trả về giá trị số lớn hơn không nếu như mà cái giao dịch đấy được mở thực hiện thành công. Nó sẽ bằng không nếu như bị rollback ha, xảy ra rollback thì nó sẽ tự động nó chăn cao nó bằng không. Đó. Thế thì tóm lại kết thúc cái bài này ở đây thì mình thấy rằng là có 3 vấn đề bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là transaction là gì, đúng không? Thứ hai nữa là understanding the ACID ha. Thì cái khái niệm về 4 khái niệm là rất là quan trọng, và nói chung nếu như mình chưa có suy ngẫm nhiều thì có thể mình cảm thấy nó hơi mơ hồ, đúng không? Và vấn đề thứ ba tức là các bạn phải nhớ được cái cách sử dụng begin transaction, khi nào thì rollback và khi nào thì commit, đúng không? Đó. Bài học của mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn.